Theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời thạc sĩ Đoàn Tuấn Vũ trình bày báo cáo về cái đề tài đánh giá tỷ lệ đái tháo đường tiếp 2, tiền đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại Việt Nam năm 2020. Xin trân trọng kính mời. Alo. Kính thưa Phó Giáo sư Hoàng Trung Vinh, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu và các anh các chị, các bạn đồng nghiệp. Tại hội nghị khoa học hôm nay, xin được thay mặt nhóm nghiên cứu, tôi sẽ trình bày báo cáo sơ bộ về nghiên cứu khoa học đánh giá tỷ lệ đái tháo đường tiếp 2, tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại Việt Nam năm 2020. Đúng anh ạ. Báo cáo chủ tọa đoàn thực hiện đề tài. Thứ nhất là chủ nhiệm đề tài là tiến sĩ Phan Hưng Dương, phó giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương cùng với nhóm nghiên cứu của bệnh viện nội tiết trung ương phối hợp với một số chuyên gia của đại học y tế công cộng cùng với các cộng sự và nhóm điều tra thực địa. Trình bày của tôi gồm có 5 phần như trên: đặt vấn đề tổng quan, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và phần kết luận. Như chúng ta đã biết, đái tháo đường tiếp 2 là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới, đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành những vấn đề y tế công cộng cần được quan tâm, nhất là ở các đất nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, phải không ạ? Theo Atlas năm 2019, số người đái tháo đường trên toàn thế giới đã lên tới con số là 463 triệu người ở độ tuổi 20 đến 79, tương đương với 10 người cho chúng ta thì có một người mắc đái tháo đường, trong đó khu vực ở châu Á Thái Bình Dương có Việt Nam của chúng ta. Tại Việt Nam thì trong thời gian qua tỷ lệ bệnh đái tháo đường tiếp 2 cũng không ngừng gia tăng từ năm 2002 cho tới năm 2012. Theo các điều tra của bệnh viện nội tiết trung ương thì con số này đã tăng lên gấp 2 lần và tiền đái tháo đường cũng như vậy. Theo ước tính của IRF năm 2019, tỷ lệ bệnh đái tháo đường của Việt Nam lên tới 6%. Để nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động phòng chống đái tháo đường giai đoạn 2016-20 theo quyết định 1125 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình y tế dân số, trong đó có hoạt động phòng chống đái tháo đường, bệnh viện nội tiết trung ương tiến hành nghiên cứu đánh giá tỷ lệ đái tháo đường tiếp 2, tiền đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại Việt Nam năm 2020 với các mục tiêu như sau. Mục tiêu 1, xác định tỷ lệ đái tháo đường tiếp 2, tiền đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại lứa tuổi 30 đến 69 trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu 2, mô tả thực trạng, kiến thức, thái độ thực hành phòng chống đái tháo đường và một số yếu tố liên quan của đối tượng nghiên cứu. Mục tiêu 3 là dự báo nguy cơ, xu hướng diễn biến của bệnh đái tháo đường tiếp 2 của người Việt Nam trong thời gian tới. Về phần tổng quan năm 2019, theo số liệu của xin phép gọi là thạc sĩ Đoàn Tuấn Vũ, có lẽ tôi hy vọng cái đề tài này thì cái phần kết quả và cái kết luận sẽ khá dài, cho nên em có thể bỏ qua cái phần tổng quan. Vâng, em xin phép chuyển sang cái phần đối tượng nghiên cứu ạ. Vâng, vâng, đúng ạ. Về đối tượng nghiên cứu thì là người Việt Nam ở độ tuổi 30 đến 69 và đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn cũng như tuần loại trừ. Lứa tuổi 30 đến 69 thì đã được hai nghiên cứu trước đây của Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiến hành trong các điều tra quốc gia. Thời gian nghiên cứu từ tháng 7 xin lỗi là năm 2020 cho tới tháng 12 năm 2021. Địa điểm nghiên cứu là so với các nghiên cứu trước thì có hơi mở rộng hơn, tức là sẽ thành 7 khu vực. Trong đó riêng khu vực thành phố Hà Nội và Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tách riêng ra để nó cân bằng trọng số giữa các khu vực cũng như là tương đồng về mặt kinh tế và xã hội. Thiết kế nghiên cứu theo công thức trên và gỡ mẫu đã được tính toán trên toàn quốc là 5.376 đối tượng. Phương pháp chọn mẫu phân tầng nhiều giai đoạn dựa trên khung mẫu là theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới nhất năm 2019. Số lượng để chọn mẫu đơn vị cụm là xã, phường, thị trấn hoặc là đơn vị hành chính tương đương. Số lượng các đối tượng để chọn để tham gia nghiên cứu tại mỗi một cụm là 72 đối tượng.
và các đối tượng sẽ được phân chia theo cân bằng theo nhóm và các giới các cái lứa tuổi từ 30 cho đến 69. Đây là kết quả chọn mẫu do Đại học Ideon Cộng giúp đỡ, tức là tổng số các vụ điều tra trên toàn quốc là 168. Tuy nhiên các khu vực sẽ có tùy theo kích cỡ quân thể mà cái số cái lượng các cụ sẽ khác nhau. Đây là tóm tắt cái sơ đồ điều tra tại thực địa. Các đối tượng nghiên cứu sẽ được xét nghiệm glucose máu lúc đói và nghiệm pháp dung nạp glucosa. Cái nghiệm pháp dung nạp glucosa này tiến hành tương đối phức tạp tại thực địa. Tuy nhiên là nhóm nghiên cứu cũng cố gắng phải thực hiện cái nghiệm pháp này để tránh bỏ sót các trường hợp test lần một vẫn âm tính. Thứ hai là đo khám các chỉ số nhân chắc của cơ thể, huyết áp và tính toán BMI. Và phần cuối cùng là sẽ các đối tượng sẽ được phỏng vấn bằng bộ công cụ đánh giá kiến thức thái độ thực hành phòng chống bệnh đái tháo đường. Về công cụ để đánh giá đường huyết thì trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng máy Vario Plus của hãng Johnson, sau khi đã lựa chọn 3 hãng máy và đã tiến hành điều tra thử và so sánh với kết quả xét nghiệm tại labo của Bệnh viện Đa khoa Trung ương và cuối cùng đã chọn cái máy như trên. Không ạ, đang bị nhảy thế nào? Em xin trình bày sang phần kết quả nghiên cứu. Bảng 1 thể hiện các đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi, giới tính, dân tộc, tính chất công việc và trình độ học vấn. Đây là phần quan trọng nhất, là tỷ lệ đái tháo đường năm 2020 tại Việt Nam ở lứa tuổi 30 đến 69 đã được chuẩn hóa, đã được quét số liệu. Thì tỷ lệ đái tháo đường chung là 7,3%, tiền đái tháo đường là 17,8%, trong đó là tổng số của ba cái nhóm. Thứ nhất là nhóm rối loạn đường huyết lúc đói, nhóm rối loạn dung nạp glucosa và cái nhóm kết hợp cả hai rối loạn trên. Đây là phân chia, đây là phân loại theo khu vực. Chúng ta có thể thấy là khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là có tỷ lệ đái tháo đường, tiền đái tháo đường cao nhất. Thấp nhất ở ba khu vực đó là Trung du miền núi phía Bắc, Trung bộ duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đây là cái mức độ gia tăng của tỷ lệ bệnh đái tháo đường trên toàn quốc trong 3 điều tra của Bệnh viện Đại học Trung ương diện phạm vi toàn quốc. Sau gần 20 năm thì so với năm 2002 thì với tỷ lệ đái tháo đường tăng tương đối là đều, hiện tại là tăng khoảng gần gấp 3 lần so với năm 2002. Đây là so sánh giữa hai giới, tỷ lệ nam giới có cao hơn nữ giới một chút và cái khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Đây là từ tỷ lệ đái tháo đường tỷ lệ thuận với nhóm tuổi. Tuy nhiên là trong điều tra cắt ngang của năm 2020 thì tỷ lệ giữa cái nhóm 50, 59 và 60, 69 thì không có sự khác biệt nhiều. Đây là có một chỉ số rất đáng chú ý, đó là cái tỷ lệ mắc đái tháo đường trong quần thể chưa được chẩn đoán tương đối cao. So với năm 2012 thì chỉ giảm không đáng kể. Đó, và ở các khu vực, giữa các khu vực với nhau thì cũng có sự khác biệt và có nghĩa thống kê. Đây là một số các yếu tố liên quan mà liên quan tới mà tới các cái yếu tố nguy cơ và cái tỷ lệ mắc đái tháo đường. Điều đầu 6 sẽ phân nhóm theo số lượng các yếu tố nguy cơ trên cùng một cá thể. Tức là càng cái nhiều yếu tố nguy cơ thì cái nhóm đó, nhóm đối tượng đó thì càng có tỷ lệ mắc các bệnh càng cao. Có một cái vấn đề mà em muốn nói ở đây, đó tức là cái vấn đề triển khai cái nghiệm pháp tăng đường huyết ở thực địa. Đa số các nghiên cứu người ta bỏ qua giai đoạn này bởi vì triển khai ở thực địa trên phạm vi rộng và thời gian ngắn thì rất là khó. Tuy nhiên là đây là một sự cố gắng của các cái nhóm thực địa và kết quả là có 36,1% cái số lượng bệnh nhân đái tháo đường test lần một là bình thường nhưng mà đã được phát hiện thêm bằng nghiệm pháp tăng đường huyết. Thứ hai là tiền đái tháo đường được phát hiện thêm được 30%, do đó số liệu này có thể khác với các điều tra mà người ta chỉ xét nghiệm lúc đói. Đây là phần đánh giá về kiến thức, thái độ thực hành. Về phần kiến thức thì có sự cải thiện đáng kể so với các cái thời gian trước đây của các cái điều tra năm 2012.
Đó, đây là phân loại về mức đạt trở lên, chúng ta đã đạt ở trên cộng đồng đã đạt 72,3% kiến thức hiểu biết về bệnh đái tháo đường, điều trị cũng như là tìm kiếm dịch vụ y tế cũng như biện pháp phòng chống bệnh. Đây là một số cái yếu tố liên quan về giới, về dân tộc, trình độ văn hóa nghề nghiệp và có ý nghĩa thống kê đối với kiến thức. Đây là thái độ, đây là cái bảng tổng kết về thái độ tích cực và có quan tâm đến công tác phòng chống đái tháo đường hàng ngày của đối tượng nghiên cứu. Thì năm 2020 cái tỷ lệ đã tăng rất cao so với thời gian trước đây, lên đến 91,3%. Đấy, một cái vấn đề nữa nó rất liên quan đến rất nhiều đến cái việc tiến triển cũng như gia tăng của tỷ lệ đái tháo đường, đó là cái thực hành của người dân về phòng chống đái tháo đường. Thì có chia làm 3 mức độ: tốt, trung bình và chưa đạt. Đấy, thì ở mức đạt, tức là ở trung bình trở lên thì là toàn quốc đã là 59,3%, cũng cao hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây. Đây là một số yếu tố liên quan tới cái tỷ lệ thực hành tốt về phòng chống đái tháo đường của người dân. Và trong kết quả nghiên cứu thì có một cái điều đó em muốn hơi nhấn mạnh một chút, đó là cái tỷ lệ mà những người mà chưa từng được xét nghiệm đường huyết lần nào tương đối là cao. Hiện năm 2012 cái tỷ lệ này là 52,3%. Cái này nó cũng có thể lý giải được tại sao là chúng ta có tới 62% là số người mắc đái tháo đường trong cộng đồng mà chưa được chẩn đoán. Sau đó nhiệm vụ thời gian tới là có lẽ là phải thu hẹp cái phần đỏ của biểu đồ lại bằng cách nào đó. Và một vấn đề nữa đó là có khoảng 1/4 số đối tượng chưa hoặc là đã quên hoặc là không nắm được đấy, về kiến thức có thông tin về phòng chống đái tháo đường thường thức hàng ngày đấy. Tuy nhiên là cũng đã đạt 3/4 số người trong cộng đồng là được biết về vấn đề này. Về cái nguồn thông tin thì chính vẫn là các phương tiện thông tin đại chúng, ví dụ như là TV, đài, báo. Bên cạnh đó thì cán bộ y tế và bạn bè người thân và mạng internet cũng đóng một cái tỷ lệ rất là quan trọng. Về dự báo tình hình bệnh đái tháo đường trong thời gian tới thì căn cứ vào tốc độ phát triển dân số và cái độ dốc của cái tỷ lệ bệnh đái tháo đường theo các nghiên cứu và yếu tố nguy cơ, thì nhóm nghiên cứu cũng áp dụng một số cái phương pháp tính toán tham khảo ở một số nghiên cứu khác và dự đoán rằng nếu trong thời gian tới mà chúng ta không có những biện pháp mới mà tác động vào các cái khoảng trống, những cái yếu tố nguy cơ trong cộng đồng đó, thì rất có thể là sau 5 năm thì tỷ lệ bệnh đái tháo đường sẽ lên tới con số 87% so với 7,3% hiện tại năm 2020. Thì xin phép có một tóm tắt lại một số kết luận. Thì thứ nhất là về tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường. Hiện tại năm 2020, 7,3% có sự khác biệt giữa giới và các khu vực trong nước. Về tiền đái tháo đường. Tỷ lệ tiền đái tháo đường là 17,8%. Tiền đái tháo đường không có sự khác biệt về giới, tuy nhiên là có sự khác biệt giữa các khu vực và tỷ lệ người mắc đái tháo đường trong cộng đồng chưa được chẩn đoán vẫn còn cao ở mức 62,6%. Về kiến thức, thái độ thực hành phòng chống đã có bước tiến đáng kể so với các giai đoạn trước đây. Cả 3 chỉ số đều tăng. Và dự báo về xu hướng, nếu như không có các biện pháp cũng như là mới cũng như là tích cực hơn thì đái tháo đường có thể gia tăng trong vòng 5 năm là 87%. Báo cáo thầy với hội đồng là đề tài này thì vẫn đang chuẩn bị được nghiệm thu. Thế thì tuy nhiên là ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc là vẫn có một muốn cái báo cáo sớm để chia sẻ một số thông tin mới về cái tình hình dịch tễ học của bệnh đái tháo đường cho các đồng nghiệp. Và về cái phần khuyến nghị, bọn em xin phép là sau khi được nghiệm thi chính thức sẽ có cái trình bày trong các báo cáo tiếp theo. Còn sau đây em xin phép là kết thúc cái phần trình bày đây. Xin cảm ơn sự chú ý của ban chủ tọa và các anh chị, các bạn đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn thạc sĩ Đoàn Tuấn Vũ đã đại diện cho cái nhóm nghiên cứu trình bày một cái đề tài rất có giá trị. Thực ra tôi nghĩ rằng có lẽ đây là những cái nội dung và kết quả chủ yếu thôi, chứ còn về chi tiết của một cái đề tài lớn như thế này thì chắc còn nhiều nội dung rất là hay, nhưng mà tác giả cũng đã lựa chọn một số những cái ý chính để đưa cho ra cái báo cáo. Mà tôi thấy rằng thực ra để mà thực hiện được một cái đề tài dịch tễ học ở cấp toàn quốc như thế này thì đúng là
không biết là các chuyên ngành khác thì tôi không biết, nhưng mà nó có lẽ nó gọi là lĩnh vực nội tiết chuyển hóa thì từ trước nay chỉ có bệnh viện nội tiết trung ương mới thực hiện được. Và đây thì gọi là đặc biệt gọi là cái giá trị của các số liệu đưa ra, gọi là tôi thấy rằng gọi là có cái hợp tác của Đại học Y tế Cộng đồng, và trong đó có giáo sư Minh. Bởi vì gọi là chúng ta nếu mà ai để ý thì gọi là giáo sư Minh cũng là một trong gọi là những cái nhà về gọi là dịch điều tra dịch tễ học gọi là nổi tiếng. Hình như gọi là giáo sư gọi là trước đây công tác ở nước ngoài và bây giờ về gọi là phụ trách cái gọi là y tế cộng đồng. Thế thì với gọi là những cái gọi là số liệu đã đưa ra, tôi nghĩ rằng thực ra thì gọi là tăng so với thời gian trước đây là cái chuyện đương nhiên, và như thế gọi là mới là phù hợp. Có thể gọi là cái kiến thức, thái độ, thế rồi gọi là nhận thức thì gọi là hoặc là gọi là một số yếu tố nguy cơ có thể gọi là nó giảm dần theo thời gian, nhưng mà về tỷ lệ kể cả gọi là đái tháo đường tiếp 2 cũng như gọi là tiền đái tháo đường, chúng ta gọi là vẫn chấp nhận gọi là nó sẽ tăng dần theo thời gian, nhưng mà gọi là chỉ gọi là qua điều gọi là tăng như thế nào thôi. Thế thì đấy là gọi là những cái cơ bản gọi là của cái đề tài này. Rất là cảm ơn gọi là nhóm nghiên cứu và thạc sĩ Đoàn Tuấn Vũ đã thay mặt nhóm nghiên cứu. Tiếp theo nó có